Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần, đây là vừng đen các bạn, mình sẽ cho cái phần vừng đen này vào luôn. Mình sẽ cho cái phần nước ấm vào hòa để nhào cái phần bột được các bạn nha. Bên này mình sẽ bật bếp luôn này. Mình rải cái phần vừng này lên các bạn này. Cố lên cơ ạ.
Đây các bạn này, và như vậy thì mình đã làm được một cái bơ vừng rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí nó một tí các bạn nha. Cam vừng các bạn này, đấy. Rất là ngon đúng không? Đấy, cái này cũng rất là giòn các bạn. Các bạn có thể sử dụng cách làm của mình để làm một món bánh cam vừng như thế này các bạn nha. Cái này mình hơi